Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am, phần thứ 5, hồi thứ 9, một mũi dao moi gan quân tàn ác, ba chén rượu say tít cả giang sơn. Bấy giờ Lâm Sung thấy người gọi, liền quay lại xem thì nhận ra là Lý Tiểu Nhị ở Đông Kinh khi trước, liền hỏi lên rằng: "Kìa Tiểu Nhị, nhà ngươi cũng ở đây sao?" Nguyên tên Tiểu Nhị khi trước còn làm công cho một tiểu điếm ở Đông Kinh, thỉnh thoảng lại được Lâm Sung giúp đỡ cho ít nhiều. Sau tên ấy ăn cắp tiền của chủ, bị người ta bắt được đem đến nộp quan, Lâm Sung lại che chở cho, rồi cho tiền để đền bồi thoát nạn. Đến khi tên ấy không muốn ở Đông Kinh nữa, thì Lâm Sung lại cho tiền nong làm vốn để đi kiếm chỗ khác mà làm ăn. Khi ấy Lý Tiểu Nhị thấy Lâm Sung quay lại hỏi, liền cúi rạp xuống lại chào mà rằng: "Thưa ân nhân, từ khi được ân nhân cứu vớt cho đi, sau lại bị lênh đênh không gặp, mà lần nữa đến mãi Thường Châu, tìm vào một tiểu điếm họ Vương để ở. Ở đấy được ít lâu, thì hàng quán mỗi ngày một phát đạt, mà khách hàng ăn ai cũng đến khen là làm ăn sạch sẽ. Bởi vậy, chủ nhân có lòng yêu dấu mà gả con gái và bắt gửi rể ở luôn ngay đó. Tới nay, hai ông bà ấy chết đi rồi, mà con trai không có, cho nên vợ chồng con được thừa hưởng ngôi hàng ấy mà buôn bán ở đây. Vậy dám hỏi ân nhân có việc gì mà cũng đến đất này như thế?" Lâm Sung trỏ lên cái kim ấn ở trên mặt mà đáp rằng: "Ta chỉ vì lão Cao Thái Úy nó không bằng lòng, cho nên nó sinh sự bắt xung quân ở đây. Hiện nay quan sai ta giữ Thiên Vương đường đó." Lý Tiểu Nhị nghe nói, liền mời Lâm Sung về tiểu điếm, rồi bắt vợ ra lại chào mà nói rằng: "Vợ chồng chúng tôi ở đây đương buồn về nỗi không có ai là người thân thích, thế mà nay lại được ân nhân đến đây thì thật là hạnh phúc vô cùng." Lâm Sung thấy vậy liền đáp rằng: "Tôi bây giờ đương cơn hoạn nạn thế này, chỉ e có điều làm giảm mất danh giá của vợ chồng anh thôi." "Sao ngài dạy thế? Tiếng ngài lừng lẫy khắp cả mọi nơi, còn ai không biết đến bao giờ. Nay ngài ở gần đây, nếu có quần áo gì, xin cứ đưa ra ngoài này để nhà tôi vá khâu giặt rũ, không hề dám quản công." Nói đoạn liền dọn rượu ra thiết đãi Lâm Sung, rồi mãi đến tối mới đưa về Thiên Vương đường để nghỉ. Từ đó Lý Tiểu Nhị thỉnh thoảng lại mời Lâm Sung ra chơi uống rượu, hoặc khi lại đưa các thức ăn uống vào trại cho Lâm Sung. Còn các thức quần áo giặt rũ, vá may đều nhờ ở tay vợ chồng Tiểu Nhị. Nhân thế Lâm Sung cũng được thư nhàn dễ chịu, mà đôi khi có được đồng nào lại đưa cho vợ chồng Tiểu Nhị để thêm làm vốn buôn. Tháng ngày thấm thoát, một hôm vào giữa mùa đông, Lý Tiểu Nhị đứng đứng ở cửa, chợt trông thấy có một người đi vào trong hàng ngồi đó, rồi lại có một người nữa nối gót theo vào sau. Người đi trước trông ra dáng một viên chức quan quân, mà người đi sau thì ra vẻ tên lính hầu chi đó. Khi hai người vào cùng ngồi ở một bàn, Lý Tiểu Nhị liền hỏi: "Các ngài xơi cơm rượu chăng?" Người kia đưa ra một lạng bạc cho Lý Tiểu Nhị mà bảo rằng: "Bác hãy cất tiền này đi, rồi cho tôi 4 bình rượu ngon ra đây, rồi lúc nào có khách sẽ bày các món ăn lên, không cần phải hỏi." "Ngài định mời ai đến đây?" "Tôi phiền bác vào trong dinh mời hộ ông quản doanh và ông sai bát ra đây giúp. Nếu các ông có hỏi là ai mời thì bác cứ nói rằng có quan nhân ngồi đợi, có việc cần nhé." Lý Tiểu Nhị vâng lời. Một lát hai người cùng đến. Khi tới nơi, hai người kia đứng lên chào quản doanh và sai bát rồi mời ngồi. Quản doanh có ý rụt rè mà hỏi rằng: "Chẳng hay các ngài ở đâu tới, chúng tôi không được biết." "Xin các ngài hãy ngồi chơi, rồi một lát ngài xem thư đây sẽ biết." Nói xong, quay ra bảo Tiểu Nhị lấy rượu và bày các thứ lên. Đoạn rồi rót rượu, mời hai người kia uống, rồi quay lại bảo Lý Tiểu Nhị rằng: "Thôi, anh cứ đi chỗ khác, để đây còn nói chuyện riêng. Nếu có việc gì, đây sẽ gọi."
Tiểu nhị vâng lời rồi quay ra ngoài cửa, sẽ bảo với vợ rằng: hai người này ta lấy làm lạ lắm. Sao mà lấy làm lạ? Ta xem hai người cùng nói tiếng Đông Kinh mà cũng biết đến quản doanh và sai bát cả. Sau khi ta vào rót rượu thì chỉ nghe sai bát nói câu gì lại có ba chữ Cao Thái Úy ở đấy. Chẳng hay việc này có quan hệ đến giáo đầu Lâm Sung chăng? Để ta ở đây đằng ấy thử ra lối sau nghe lóng xem sao. Hay là gọi Lâm giáo đầu ra đây để nhận xem có phải không? Chết nỗi, ông ấy nóng tính, hơi một tí là đốt nhà giết người ngay. Nếu bây giờ ông ấy ra đây mà quả là người đối thủ với ông ấy thì tất nhiên là sinh sự lôi thôi, lụy cả đến mình chứ không chơi. Thôi cứ vào đấy nghe xem sao đã. Người vợ lấy làm phải, liền chạy vào nghe ngóng một lúc, rồi chạy ra bảo với Lý Tiểu Nhị rằng: ba bốn người đó nói thì thầm gì, không nghe được câu nào cả. Về sau người kia đưa ra một gói bạc cho quản doanh và sai bát, ý hẳn tiền nong cho đó, rồi thấy sai bát gật gù bảo rằng: được, việc ấy cứ để mặc tôi, thế nào tôi cũng kết liễu được tính mạng nó. Vừa nói đến đó thì đã thấy trong kia gọi món ăn lên. Lý Tiểu Nhị chạy vào đưa món nấu lên, thì thấy trong tay quản doanh hãy còn cầm một phong thư ở đó. Bấy giờ mấy người quay ra ăn cơm xong, tính tiền hàng, đưa trả cẩn thận. Rồi quản doanh, sai bát đứng dậy về trước, còn hai người kia đi ra sau. Vừa đi được một lát thì Lâm Sung ở đâu chạy đến. Tiểu Nhị liền mời vào điếm ngồi chơi, rồi đem các câu chuyện vừa rồi kể rõ từng ly từng tí cho Lâm Sung nghe. Rồi lại nói rằng: việc ấy nghe chừng có quan hệ đến ân nhân, cho nên tôi đương định tìm để nói cho ân nhân biết. Lâm Sung nghe nói liền hỏi Tiểu Nhị rằng: người ấy tướng dạng ra thế nào? Bẩm, người ấy vào trạc 30 tuổi, tướng ngũ đoạn, mặt trắng bệch mà không có râu ria gì cả. Lâm Sung nghe nói kinh ngạc mà rằng: nếu vậy thì chính thằng Lục Ngu Hầu rồi, thằng ăn mày ấy lại muốn đến đây hại ta hay sao? Trời ơi, nếu ta gặp nó bây giờ thì phải làm cho nát thịt tan xương nó mới yên được. Nói xong hầm hầm đứng dậy mà đi ra phố, mua một con dao rồi dắt vào lưng, rồi đi khắp các nơi để tìm Lục Ngu Hầu. Vợ chồng Tiểu Nhị thấy vậy lấy làm kinh sợ, mà nghe ngóng suốt ngày hôm ấy cũng không thấy tin tức gì cả. Sáng hôm sau, Lâm Sung lại dậy sớm, dắt dao đi lùng khắp cả mọi nơi tìm Ngu Hầu, không thấy, mà trong dinh cũng không có điều gì là khác. Liền chạy vào hàng bảo với Tiểu Nhị rằng: đến hôm nay cũng chưa việc gì là làm sao. Tiểu Nhị nói: nếu vậy thì càng hay lắm, ân nhân cứ phóng tâm mặc đấy là xong. Sau Lâm Sung lại đi tìm Lục Ngu Hầu đến 3-4 hôm luôn mà cũng không thấy đâu, thì trong bụng đã nguôi nguôi dần mà không nghĩ đến nữa. Chợt đến hôm thứ 6, quản doanh gọi Lâm Sung đến mà bảo rằng: ngươi ở đây đã lâu mà xài đại quan nhân cũng không tiến cử cho ngươi được. Vậy có một chỗ thảo đường ngoài cửa Đông Môn 15 dặm, xưa nay vẫn nộp cỏ tháng để lấy tiền. Có một tên lính già coi giữ ở đó. Nay ta muốn đài cử cho ngươi ra thay, để lão lính già lại về ở Thiên Vương Đường. Vậy ngươi nên thu xếp, rồi ta sẽ bảo sai bát đưa ra. Lâm Sung vâng lời, rồi đi ra ngoài phố bảo với vợ chồng Lý Tiểu Nhị rằng: hôm nay lão quản doanh cất ta ra coi ở thảo trường là có ý làm sao? Tiểu Nhị nói: ở đó lại tốt hơn ở Thiên Vương Đường, vì mỗi khi thu cỏ thì lại được tiền thưởng lệ để tiêu. Giờ này nếu không có đút lót cho họ thì bao giờ lại được làm những việc như thế? Họ không mưu hại ta mà lại sai ta ra chỗ tốt là nghĩa làm sao? Cái đó cũng cần phải nghĩ. Ân nhân cứ đi, hễ không việc gì là tốt rồi. Duy có một điều là ân nhân đi xa thế thì chúng tôi lại không năng được hầu hạ mà thôi. Nói đoạn dọn rượu ra mời Lâm Sung uống. Lâm Sung uống rượu xong lại trở về Thiên Vương Đường, lấy khăn gói và hành lý, dắt dao găm vào lưng, rồi vác một cây gậy con mà theo sai bát đi ra thảo đường. Bây giờ đường độ nghiêng đông,
vào lưng trời mây kín, gió bấc đều hưu, mưa tuyết âm thầm, rất chiều lạnh lẽo. Lâm Sung theo Sai Bát đến thảo trường, thấy ở ngoài đắp toàn tường đất, giữa có cổng lớn đi vào. Khi vào tới nơi, thấy có 7-8 gian nhà lá, xung quanh xếp toàn cỏ ngựa, giữa có 2 gian thảo sảnh, người lính già đương đốt lửa sưởi ở trong đó. Khi đó Sai Bát bảo với tên lính già rằng: "Quản doanh sai tôi dẫn Lâm Sung ra đây để thay cho lão về coi ở Thiên Vương đường, lão hãy lập tức đi ngay." Lão già nghe nói liền lấy chìa khóa dẫn Lâm Sung đi khắp nơi mà giao phó rằng: "Trong kho đây có quan biển ký, mà mấy đống cỏ đều có số hiệu cả, tôi xin giao đủ từng ly và tất cả các chìa khóa đây nữa." Nói xong đếm mấy đống cỏ chỉ cho Lâm Sung biết, rồi trở vào thảo sảnh thu thập gói áo để đi. Khi sắp đi ra lại bảo với Lâm Sung rằng: "Ở đây có đủ các thức mâm bát, nồi niêu và hỏa lò, tôi xin để đây cho ông dùng." Lâm Sung vâng nhận rồi bảo lão già rằng: "Bên Thiên Vương đường tôi cũng có đủ, ông đến đấy lại xin dùng những thứ của tôi." Lão già lại trỏ lên cái bầu lớn treo ở vách mà rằng: "Nếu khi muốn uống rượu thì cứ đi về phía đông, cách đây chừng 2-3 dặm, có hàng rượu ở đó." Nói xong rồi từ biệt Lâm Sung mà cùng với Sai Bát ra về. Bấy giờ Lâm Sung cởi để các đồ chăn áo vào ngồi một nơi, rồi ngồi bên cạnh đống lửa để sưởi. Một mình trông trước trông sau, thấy nhà cửa tồi tàn rột nát mà mỗi khi gió thổi thì lại chuyển đi ầm ầm, liền nói lẩm bẩm rằng: "Cái nhà này khó lòng mà giữ cho qua được mùa đông, vậy khi nào hết tuyết ta phải vào trong thành tìm anh thợ đất nó sửa lại ngay cho mới được." Nói đoạn lại quay vào đống lửa để sưởi. Khi được một lát, thấy trong mình hãy còn rét lạnh, lại nhớ đến lời dặn của lão già khi nãy có thể mua rượu được, liền xăm xăm dậy, đậy đống lửa lại, lấy một ít tiền dắt vào lưng, rồi đeo bầu khoác nón, bước ra ngoài cổng, khóa chặt cửa lại mà đi sang bên phía đông. Khi ấy gió lạnh căm căm, Lâm Sung giày đạp đống tuyết mà đi, chẳng khác gì ngọc vỡ châu rơi ở trên đường vậy. Vừa đi được nửa dặm đường, thấy có một tòa miếu làm ngay đó, Lâm Sung bèn đứng lại, cúi đầu lễ mà khấn thầm rằng: "Dám xin thần minh phù hộ cho tôi, rồi sau tôi xin đốt vàng lễ tạ." Khấn xong lại đi một lúc nữa, đã đến một chốn có nhà cửa đông đúc, Lâm Sung liền tìm vào hàng rượu đi vào. Khi tới nơi, chủ hàng hỏi Lâm Sung rằng: "Khách ở đâu đến đây?" Lâm Sung trỏ vào cái bầu mà nói rằng: "Nhà ngươi có nhớ cái bầu này không?" Chủ hàng xem ra cái bầu mà nói: "Cái này của lão quân ở trong thảo trường phải không?" "Chính phải đó." "Nếu vậy thì xin mời ông ngồi đây uống rượu mấy chén cho đỡ lạnh đã." Nói xong lại thái một đĩa thịt bò ra, rót một hồ rượu nóng lên mời Lâm Sung. Lâm Sung ăn uống xong lại mua thêm một miếng thịt và một bầu rượu nữa, rồi tính tiền trả chủ hàng mà về. Bấy giờ gió càng to mà tuyết xuống lại càng nhiều. Lâm Sung đi lật đật về tới thảo trường, mở khóa cổng đi vào thì bỗng ngạc nhiên mà kêu lên rằng: "Trời ơi, cái thảo trường kia đổ mất rồi, ta ở vào đâu cho được." Đoạn rồi lại e đống lửa ở trong chưa tắt mà lỡ ra bốc cháy thì nguy, liền lách tay vào sờ xem thì thấy nước tuyết tưới vào nguội lạnh như cho tàn vậy. Lâm Sung lại lần vào sờ lên giường, kéo được một cái khăn khoác lên trên mình thì thấy mặt trời sắp tối, bèn nghĩ vẩn vơ một mình, không biết nghỉ đâu cho tiện. Đương cơn nhà nát vách tan, đem thân mưa gió tồi tàn thêm nguy, mới hay vận mạng bất kỳ, phúc nào được mấy, họa thì đến luôn. Lâm Sung đương ngần ngại lo âu, chợt nhớ đến tòa miếu ở bên đường, thì nghĩ ngay ra một cách đến nằm tạm một đêm, liền chống gậy khoác chăn vác cả đồ đạc, rồi khóa cổng lại tử tế mà đi đến đó. Khi tới nơi, bước vào trong cổng miếu, thấy bên cạnh có một hòn đá lớn, chàng liền vần hòn đá lại, đè chặt cánh cổng mà đi vào trong miếu. Trong miếu có một tòa sơn thần tượng,
ngồi ở bên điện. Hai bên có hai vị phán quan và một tên tiểu quỷ đứng hầu. Lại có giấy vàng bỏ lung tung một đống ở đó. Lâm Sung để gậy và bầu rượu lên trên đống giấy, rồi rũ sạch tuyết ở trên mình, cởi bỏ áo ngoài và nón da mà để lên trên bàn thờ. Nói đoạn, ngồi xuống đó, kéo chăn đắp nửa chân dưới mà lấy rượu thịt ra đánh chén. Đêm khuya tuyết giá trời đông, rượu bầu lạnh ngắt lửa lòng nóng gan. Cơn say say cả giang san, hỏi gì họa phúc tuần hoàn uổng công. Đương khi Lâm Sung uống rượu một mình, thì bỗng nghe tiếng nổ lốp đốp ở gần đấy. Chàng liền ngó cổ ra chỗ vách miếu để xem, thì thấy trên thảo trường lửa cháy dần dật bốc lên, chẳng khác gì trận xích bích hỏa công mà Tào Tháo bị khốn với Chu Lang vậy. Lâm Sung thấy vậy, liền vớ cây gậy chạy ra cổng, toan mở cửa để đi cứu hỏa. Bất đồ lại nghe thấy có tiếng người nói lao xao ở đằng kia đi đến. Chàng liền nấp ở trong cổng để nghe xem sao. Bây giờ nghe kỹ tiếng chân ba người đi đến trước cổng miếu, đẩy cổng toan vào, nhưng lại bị hòn đá đè chặt ở trong, cho nên đẩy mấy lần cũng không được, liền cùng nhau đứng ở thềm cổng mà xem lửa ở bên thảo trường. Đoạn nghe thấy có một người ở trong đám ấy nói rằng, làm mẹo thế có kỳ diệu hay không? Lại có người nói rằng, cái đó là nhờ quản doanh và sai bát có lòng chịu khó giúp cho mới được như thế. Để về Đông Kinh tôi sẽ kêu thái úy cho ngài được thăng chức chuyến này. Lại có kẻ nói rằng, phen này thì Lâm giáo đầu tất chết chứ chẳng sai. Thế là bệnh nhà nội có thể khỏi được rồi đó. Người kia lại nói, thằng Trương giáo đầu gớm lắm, ba bốn phen nhờ người đến nói, nó nhất định không nghe. Nay con rể chết rồi thì phỏng con giữ được không? Ấy cũng chỉ vì lão Trương giáo đầu không thuận mà bệnh thế nhà nội càng ngày càng nặng, cho nên chúng tôi mới phải sang đây nhờ đến các ngài đó. Một người thì lại nói, bây giờ tôi nhảy vào trong tường, cứ mỗi đống củi lại cho một bó lửa, tính tất cả đến mười mấy bó lửa, rồi còn chạy đi đâu được nữa. Người kia lại ra dáng đắc ý mà rằng, có trốn được thoát hôm nay thì cái tội đốt thảo trường cũng đến chết thôi. Bây giờ một người nói rằng, thôi bây giờ chúng ta đi về trong thành đi. Một người lại giữ lại mà rằng, khoan, ta hãy xem một lúc nữa, rồi ta nhặt một vài cái xương của nó đem về để cho thái úy biết là chúng ta thạo việc. Khi đó Lâm Sung nghe rõ tiếng ba người, biết là một tên sai bát cùng Lục Ngu Hầu và Phú An ở đó, thì trong bụng tự nghĩ rằng, gớm thực, con này định sát hại ta đây. Nếu nay trời không thương ta mà cái nhà kia không đổ, thì có lẽ ta bị quân này đốt chết chẳng chơi. Quân xúc sinh này để nó sống làm hại thế gian làm gì nữa. Nghĩ đoạn, sẽ vần hòn đá đè chặn cánh cổng, để ra một bên, rồi cầm gậy mở cánh cổng bước ra mà quát lên rằng, quân súng sinh này, mày chạy đi đâu được nữa không? Ba anh kia nghe thấy vậy thì kinh chạy, nhưng lại cuống cẳng không sao chạy được. Lâm Sung liền giơ gậy đánh cho sai bát một gậy ngã quay ra đấy. Lục Ngu Hầu kinh sợ rụng rời kêu xin tha tội. Còn tên Phú An thì giơ cẳng chạy cho mau để thoát. Bất đồ chạy được 10 bước thì Lâm Sung đã nhảy theo, đánh cho một gậy ngã lăn xuống đất, rồi quay lại quát Lục Ngu Hầu rằng, thằng sỏ lá kia, mày chạy đi đâu? Nói xong, xông đến, dí đầu gậy vào bụng Lục Ngu Hầu, ngã sóng xoài ra đất, rồi lấy chân đè trận lên bụng, rút thanh dao găm ra trỏ vào mặt mà mắng rằng, đồ khốn nạn này, ta với mày có thù hận gì mà mày làm hại ta đến thế? Mày phải biết giết người còn có thể tha được, chứ cái lòng độc ác ấy không thể nào mà dung thứ được đâu. Lục Ngu Hầu rên rỉ kêu rằng, ngài ơi, việc ấy là thái úy sai tôi, chứ bỗng dưng tôi đâu dám thế. Lâm Sung cả giận mắng rằng, quân chó đẻo này, ta chơi với mày từ thuở bé đến giờ, nay sao nỡ mưu kế hại ta, thế mà còn chối xoen xoét là không phải tại mày. Được, mày hãy nếm con dao ta xem. Nói đoạn liền cởi phăng áo Lục Ngu Hầu ra, rồi đưa dao xả từ trên bụng xả xuống, rồi lấy ruột gan ra cầm ở tay.
Khi Nom thấy Sai Bát cựa cậy toan chạy, Lâm Sung lại cầm dao đến bảo rằng: "Thằng này nữa, mày cũng hùa đảng với nó để ta cho một dao nhân thể." Đoạn rồi giơ dao cắt đầu Sai Bát, bêu lên trên gậy, rồi lại quay lại cắt cả đầu Phú An và đầu Lục Ngu Hầu, mà buộc túm tóc ba cái đầu vào với nhau, xách vào để ở bàn thờ trong miếu. Bấy giờ Lâm Sung lại mặc áo đội nón, đem rượu ở trong bầu rót ra uống hết, rồi vứt bầu và chăn ra đấy mà vác gậy dắt đao đi ra. Vừa đi được hai ba dặm thì thấy thôn dân đương lao sao, kẻ thần người gậy, kẻ cu liêm đổ xô ra thảo trường để chữa cháy. Lâm Sung gặp bọn ấy liền bảo rằng: "Các người cứ đến đây mà chữa cháy để ta đi báo quan." Nói đoạn vác gậy chạy đi thật nhanh. Bấy giờ mưa tuyết càng ngày càng mạnh. Lâm Sung cắm đầu cắm cổ đi mãi về phía đông, ước chừng gần hai trống canh. Nghe trong mình lạnh rét quá chừng, liền đứng dừng ngay cổ lại xem. Thì đi cách thảo trường đã xa lắm rồi. Vài trông đằng trước hãy còn một khu rừng cây cối tùm, trong đó có mấy gian nhà lá bị tuyết đè siêu vẹo, lại có bóng đèn ở trong vách soi ra. Lâm Sung mải miết chạy đến đấy, đẩy cửa bước vào, thấy một lão nhà quê già cùng dăm ba đứa trẻ ngồi quây quần xung quanh đống lửa để sưởi. Chàng chạy đến gần mà nói rằng: "Xin chào các ngài, tôi là lính ở trong Thương Thành, đi qua đây bị tuyết mưa ướt lạnh, xin vào ngồi nhờ để hơi nóng một chút, xin các ngài rộng cho." Lão nhà quê nói: "Ba cứ ngồi đấy mà hơ nóng, có ai cấm đâu." Lâm Sung liền ngồi gần lại vào đống lửa để vừa sưởi vừa hơ áo. Được một lúc, trông thấy bên cạnh đống tro để một vò rượu, hơi bốc giặc cả lên. Lâm Sung liền nói với lão nhà quê rằng: "Tôi có tiền lẻ đây, nhờ ngài để cho ít rượu để uống." Lão già không thuận mà đáp rằng: "Ở đây chúng tôi phải thay đổi nhau để canh kho thóc. Trời rét mướt như thế này mà có bằng ấy rượu, đến chúng tôi cũng không đủ uống, còn lấy đâu để lại được nữa." Lâm Sung lại vật nài mà nói rằng: "Cụ bớt ra cho tôi vài ba chén rượu, uống qua loa cho đỡ rét vậy." Lão nhà quê nhất định không nghe mà bảo Lâm Sung rằng: "Thôi, ông đừng lôi thôi nữa, tôi không để lại được đâu." Bây giờ Lâm Sung thấy hơi rượu sộc lên mũi thì trong bụng thèm quá, lại hỏi luôn lão nhà quê rằng: "Thế thì các ông không để lại cho tôi thực à?" "Quái lạ cái bác này, người ta đã tử tế cho vào sưởi ở đây, lại còn đòi rượu uống nữa sao? Có đi ngay ra không, không thể chúng tôi kéo ra bây giờ đấy." Lâm Sung nghe nói, nổi giận mà rằng: "Các người vô lễ thật." Nói xong giơ gậy, lấy thanh củi đương cháy, giơ vào mặt lão già, làm cho râu ria cháy nhẵn nhụi cả một lượt. Lũ nhà quê thấy vậy thì đứng ùa cả lên. Lâm Sung liền vung gậy đánh rối tít mù, làm cho anh nào anh ấy đều chen nhau mà chạy tháo cả. Lâm Sung thấy bọn ấy chạy rồi thì nói một mình rằng: "Được lắm, chúng bay chạy cả thì ông mang rượu ra uống một mình vậy." Nói đoạn trông lên vách có hai cái gáo dừa treo ở đó, liền với lấy xuống một cái, rồi nghiêng vò múc rượu ra uống một mình. Uống xong còn thừa một nửa, lại bỏ đấy, rồi chân cao chân thấp vác gậy ra cửa mà đi. Đi được hai dặm đường thì hơi rượu ngấm ra mà say sưa mê mệt, lại bị cơn gió bấc thổi mạnh quá, làm cho ngã lăn xuống khe núi mà không dậy được nữa. Bấy giờ lũ trẻ nhà quê chạy đi lấy được roi gậy về mà không thấy Lâm Sung đâu nữa, liền đổ xô nhau đi tìm. Khi tìm đến chỗ khe núi, thấy anh chàng đương nằm co ro ở đó, mà gậy thì vất ra một bên. Lũ nhà quê liền reo ầm lên, rồi đem thừng đến trói Lâm Sung mà bảo nhau giải đi nộp chủ nhân. Mới hay, bước chân chưa thoát nạn kia, mà đâu nạn nọ đã kể tới nơi. Ông Xanh nghĩ cũng nực cười, công đâu đùa bỡn với đời mãi du, buồn tênh cho lũ thôn phu, trông nom thái cũng như gò còn con. Hồn thiêng khi nấp mạn cồn, vùng cơn tỉnh dậy, phỏng còn xác trăng. Hồi thứ 10. Giả dạng ngao du thoát người hảo hán.
Đề thơ cảm khái, kết bạn Lương Sơn. Lũ nhà quê đem Lâm Sung giải đến một nơi trang viện, rồi bảo trang khách vào báo với chủ nhân. Bấy giờ chủ nhân còn ngủ chưa dậy, lũ nhà quê bèn đem Lâm Sung đến chỗ bóp gác mà để nằm ở đó. Đến lúc Lâm Sung tỉnh rượu, mở mắt trông ra, thấy mình nằm một nơi trang viện rất lớn, thì lấy làm lạ quá mà kêu lên rằng: "Đứa nào mang ta đến đây thế này?" Lũ nhà quê thấy Lâm Sung kêu thì cầm gậy đến mà bảo rằng: "Liệu hồn, mày còn to mồm nữa kìa. Bấy giờ có cả lão già bị đốt dâu cũng ở đấy." Mặt hầm hầm bảo với chúng rằng: "Nói lôi thôi với nó làm gì, cứ đánh thật lực đi, để chốc nữa quan nhân dậy sẽ hỏi tội nó." Nói xong túm vào đánh lấy đánh để, làm cho Lâm Sung không thể nào mà cựa quậy được nữa. Đương khi nguy cấp khốn đốn, thì bỗng thấy một tên trang khách kêu lên rằng: "Quan nhân đã đến đây kia." Lâm Sung nghe nói thì lờ mờ nom thấy một vị quan nhân, đương khoanh tay ra sau lưng mà lững thững đi đến, rồi hỏi lũ kia: "Bày đánh ai thế?" Lũ nhà quê bẩm rằng: "Đêm hôm qua chúng con bắt được thằng ăn cắp này, xin đem đến để nộp ngài." Vị quan nhân ấy đi gần tới nơi, trông thấy Lâm Sung thì ngạc nhiên kinh lạ, vội thét đuổi lũ kia mà tự đến cởi trói cho Lâm Sung, rồi hỏi rằng: "Chết nỗi, giáo đầu đi đâu mà bị chúng đem đến đây như thế?" Lũ kia thấy quan nhân sợ sợ như vậy thì bảo nhau bỏ đấy mà chạy cút mỗi đứa mỗi nơi. Bấy giờ Lâm Sung mới liếc mặt nom lên thì chính là Tiểu Toàn Phong Sài Tiến ở đó, liền nói rằng: "Đại quan nhân cứu tôi với." Sài Tiến lại hỏi: "Tại làm sao mà giáo đầu lại đi đến đây để đến nỗi chúng làm như thế được?" "Thưa ngài, chuyện tôi nói ra dài lắm, vậy xin ngài hãy cho vào nhà trong, xin kể ngài nghe." Nói đoạn, Sài Tiến mời Lâm Sung vào trong nhà, ngồi chơi. Lâm Sung liền đem câu chuyện đầu đuôi từ khi Lục Ngu Hầu cùng mưu với Quản Doanh sai bát để đốt Thảo Trường cho đến khi chạy trốn đến đây, thuật rõ cho Sài Tiến nghe. Sài Tiến nghe rõ căn nguyên, liền thở dài mà rằng: "Nếu vậy thì vận quan anh còn bĩ lắm. Nay trời xui khiến lại cho tiểu đệ được gặp quan anh đây, thì xin tạm ở với tiểu đệ ít lâu, rồi ta sẽ liệu đường tiến thủ." Nói đoạn sai trang khách lấy áo xiêm sạch sẽ ra cho Lâm Sung thay, rồi thết đãi rượu chè mà cho Lâm Sung ở đó. Bên kia Quản Doanh dò biết câu chuyện Lâm Sung, liền lập mưu vào báo với Châu Doãn là chính tay Lâm Sung đã giết Sai Bát, Lục Ngu Hầu và Phú An, rồi đốt Thảo Trường mà trốn đi đâu mất. Châu Doãn nghe báo cả kinh, lập tức cho vẽ hình kê tên, treo thưởng 3.000 quan để thưởng người bắt được Lâm Sung, rồi phái các viên thám tử đi khắp các chốn thành thị, thôn quê để dò la tầm nã rất là cấp bách. Bấy giờ Lâm Sung ở nhà Sài Tiến được 7 hôm, bỗng nghe tin thì trong lòng nóng nảy băn khoăn mà nói với Sài Tiến rằng: "Quan nhân có lòng tốt lưu cho tiểu đệ ở đây, thực tiểu đệ lấy làm vui lòng lắm, song ngặt vì ngày nay quan quân đương hết sức tầm nã để truy bắt, ngộ vạn nhất họ lần mò dò bắt ở đây thì lại thêm phiền lụy đến quan nhân không tiện, vậy tiểu đệ muốn rằng quan nhân sẽ lấy lòng quảng đại mà giúp cho ít tiền để tiểu đệ tìm đi nơi khác là hơn. Ngày sau trời cho có còn sống được, tiểu đệ xin làm thân trâu ngựa mà đền nghĩa chúc mai. Nếu giáo đầu có ý e ngại mà không muốn ở đây, thì tôi có một phong thư để giới thiệu sang một chỗ kia có được không? Ngài có lòng tốt như thế thì còn gì hơn nữa, nhưng chẳng hay ngài giới thiệu cho ở đâu? Ở Tế Châu thuộc quận Sơn Đông có một chỗ gọi là Lương Sơn Bạc, vùng quanh rộng hơn 800 dặm, khoảng giữa có thành Uyển Tử và vùng Liễu Nhi. Hiện nay có 3 người hảo hán là Bạch Y Tu Sĩ Vương Luân làm đầu, Mô Tước Thiên Đỗ Thiên làm thứ hai và Vạn Lý Kim Cương Tống Vạn làm thứ ba. Tụ họp có tới 700-800 lâu la ở đấy. Xưa nay thường có những người nặng tội phạm
trốn tránh vào đấy, thì họ đều dung nạp cả. Bọn ba người ấy đối với tôi cũng hơi có lòng trung hậu. Nếu tôi viết thư để quan bác vào đấy, thì tất là được ngay. Ngài nghĩ sao? Lâm Sung gật đầu đáp rằng, Ngài có lòng tốt như thế còn gì hơn nữa? Giải Tiến lại nói, có một điều hơi khó là hiện nay, quan quân truy nã rất ngặt, mà ở chỗ cửa quan con đường đây đi sang châu khác, thì lại có hai viên quan canh cửa giữ tra hỏi luôn luôn, như thế thì khó lòng đi cho lọt được. Giải Tiến nói xong, cúi đầu nghĩ một lát mà ngẩng lên bảo rằng, được rồi, tôi có kế này, khả dĩ thoát cho quan bác đi được. Nói đoạn gọi một tên trang khách lên, sai mang một gói hành lý đi trước, ra khỏi cửa quan, đi một quãng xa, đứng đợi ở đấy, rồi lại lấy mấy chục con ngựa và sắm sửa các đồ cung tên để đi săn. Đoạn bảo Lâm Sung cưỡi lên mình ngựa, cùng đi lẫn vào đám đi săn, mà theo Giải Tiến đi ra quan ải. Khi đến cửa quan, mấy viên quan coi giữ ở đó, vốn quen biết Giải Tiến đã lâu, liền đứng lên chào hỏi Giải Tiến mà rằng, quan nhân lại đi săn hôm nay phải không? Giải Tiến xuống ngựa cúi chào, rồi lại hỏi luôn rằng, các ngài có việc gì mà phải canh giữ cẩn thận ở đây? Chúng tôi vâng lệnh quan trên châu Doãn ở đây để tra bắt tên Lâm Sung, phàm các thương khách đi qua đều phải khám hỏi tất cả. Giải Tiến thấy vậy, liền cười mà bảo rằng, trong bọn tôi cũng có tên Lâm Sung đây, sao các ngài không nhận ra mà bắt lấy? Hai viên quan liền cùng cười mà đáp rằng, ngài là người biết pháp luật, có bao giờ lại làm như thế, xin các ngài cứ đi đi cho. Giải Tiến lại cười mà nói rằng, các ngài lại có lòng tin tôi như thế thì hay lắm, để tôi đi săn có được con gì, xin đem đến biếu các ngài. Nói xong bái biệt mà lên ngựa, dẫn lũ sau cùng đi. Khi ra ngoài cửa quan, ước chừng 15 dặm, thì đã thấy tên trang khách vác khăn gói đứng đợi ở đấy. Giải Tiến liền bảo Lâm Sung xuống ngựa, thay bộ quần áo đi săn, rồi mặc bộ quần áo thường, đội nón, dắt dao găm, khoác khăn gói, vác thanh đao lớn trên vai, đoạn hai người từ biệt cùng nhau, để Giải Tiến quay đi săn, mà Lâm Sung thì lên đường, trốn sang Tế Châu. Một lời đã biết đến nhau, trăm năm nguy hiểm, dễ hầu tiếc công, bâng khuâng lòng những giận lòng, nước non biết mẹo anh hùng này chưa. Trời đông tuyết giá, dặm khách thân cô, từ khi bái biệt xài đại quan nhân, rồi một mình vơ vẩn trên đường, sớm nghỉ tối đi, trong mười mấy ngày trời, rất là buồn bã. Một hôm trời đã chiều hôm, Lâm Sung đi gần đến một khoảng hồ rộng, chợt trông thấy bên cạnh hồ có một hàng rượu thập thò trong ánh tuyết, liền vội vàng tìm vào để trọ. Khi vào tới nơi, chàng vừa mới rũ sạch tuyết bám trên áo, bỏ nón và hành lý ra, dựng thanh đao vào một bên để đặt mông xuống ngồi, thì đã thấy một tên tiểu bảo chạy đến mà hỏi rằng, ngài xơi rượu phải không? Phải, lấy hai nai rượu ra đây. Tiểu bảo vâng lời lấy hai nai rượu ra. Lâm Sung lại hỏi, có gì nhắm không? Tiểu bảo đáp rằng, có thịt bò tươi, thịt bò chín và thịt ngỗng béo, gà non, ngài muốn xơi gì? Hãy thái hai cân thịt bò chín ra đây. Tiểu bảo chạy vào một lát, mang ra một miếng thịt bò nướng và các thứ rau quả để lên trên bàn, rồi rót rượu ra chén. Lâm Sung uống mấy chén rượu, rồi đưa mắt trông vào, thấy một người đương khoanh tay đảng lưng, lững thững ở trong đi ra cửa xem tuyết, rồi hỏi tiểu bảo, người nào uống rượu ở đấy? Lâm Sung nghe nói lặng yên, ngồi uống luôn mấy chén rượu nữa, rồi bảo tên tiểu bảo rằng, người đến đây uống một chén với ta cho vui. Tiểu bảo cám ơn, uống một chén rượu rồi, Lâm Sung lại hỏi rằng, từ đây đến Lương Sơn Bạc còn xa hay gần? Bẩm, đây đi Lương Sơn Bạc chỉ còn có dặm đường nữa, nhưng phải đi đường thủy chứ không có đường bộ. Nếu ngài có muốn đi thì phải dùng thuyền mới được. Ngươi có thể tìm cho ta một chiếc thuyền không? Bẩm ngài, trời sắp tối mà tuyết xuống ầm ầm thế kia,
thì tìm đâu được thuyền? Lâm Sùng nói, ta đưa nhiều tiền đây, ngươi cố tìm cho ta một chiếc thuyền để ta đi. Tiểu Bảo nhất định từ chối rằng, bây giờ thực là không tìm đâu được. Lâm Sùng nghe nói, trong bụng lấy làm khó chịu, lại cất rượu uống luôn mấy chén nữa. Bây giờ, một mình ngẫm nghĩ chồng trước chồng sau, càng thấy buồn tênh buồn ngắt, rồi lại nghĩ ngẫm mà tự ân hận rằng, khi trước ta ở kinh sư làm chức giáo đầu, cứ hàng ngày đi lại rong chơi phường phố, chè chén vui cười, biết bao nhiêu là thú vị. Thế mà ai ngờ ngày nay lại bị thằng cọp già cao cầu kia nó hãm hại ta, làm cho đến nỗi phải chạm dấu vào mặt, đầy ải phương xa, rồi lại lênh đênh đến tận chốn này, khiến cho ta có quê không được về, có nhà không được ở, đêm ngày những âm thầm mà chất chứa kẻ biết bao cay đắng, thế thì có đáng giận hay không? Nghĩ đoạn liền gọi Tiểu Bảo mượn bút với Nghiên, rồi nhân khi Tiểu Hứng giơ lên vách vôi mà viết 8 câu thơ rằng: Khảng khái thay Lâm Sung, trung nghĩa dốc một lòng, giang hồ từng nổi tiếng, thiên hạ khét anh hùng, thân thế thường chìm nổi, công danh ngán bấp bông, ngày sau như thỏa chí, lừng lẫy Thái Sơn Đông. Viết xong vất bút xuống rồi lại ngồi uống rượu, ngẫm nghĩ một mình. Chợt đâu thấy người xem tuyết lúc nãy chạy vào, cầm tay Lâm Sung mà nói rằng: Bác này to gan thật, bác ở Thương Châu làm ra những tội tày đình, hiện quan tư còn đương thưởng tiền để bắt, thế mà lại dám đến đây à? Bác biết tôi là ai? Bác là báo tử đầu Lâm Sung chứ ai? Lâm Sung tảng lờ đáp rằng: Không phải, tôi là họ Trương kia mà. Người kia cười mà rằng: Thôi, bác đừng nói lòe tôi nữa, tên bác vừa mới viết trên vách hãy còn kim ấn đây kia, bác chối sao được? Lâm Sung biết thế không thể chối được, liền hỏi: Anh định bắt tôi hay sao? Người kia lại cười mà đáp: Tôi bắt bác làm gì? Bác hãy theo vào trong thủy đình này ngồi chơi rồi sẽ nói chuyện. Nói xong lại gọi Tiểu Bảo thắp đèn trong thủy đình, rồi mời Lâm Sung vào cùng ngồi mà nói rằng: Vừa rồi tôi thấy quan bác muốn thuê thuyền đi vào Lương Sơn Bạc, nhưng ở đấy là một cái trại của đám cường hào. Quan bác định đến để làm gì? Không giấu gì bác, tôi bây giờ bị quan trên truy giết, không trốn vào đâu được, cho nên tôi phải vào đấy mà nhập bọn với họ cho xong. Đành vậy, nhưng tất là có ai tiến cử cho bác đấy hẳn? Có người bạn cũ của tôi ở quận Hoàng Hải, thuộc về Thương Châu tiến cử tôi đến đó. Có phải là ông Tiểu Toàn Phong Sài Tiến Trăng? Sao ngài lại biết ông ấy? Nguyên ông ấy với các đại vương ở trong trại cũng chơi thân với nhau, thỉnh thoảng lại có thư từ đi lại luôn. Ngày trước, khi Vương Luân mới thi hỏng về, có cùng với ông Đỗ Thiên đến ở nhà ông Sài Tiến được ít lâu, rồi đến lúc đứng dậy ra đi, ông ấy lại tặng đãi tiền nong tử tế. Lâm Sùng nghe đến đó, đoán chắc rằng người kia cũng là một tụi ở Lương Sơn, liền hỏi bằng cách lễ phép rằng: Thưa ngài, tôi thật là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn, xin ngài tha lỗi mà cho biết đại danh là gì. Người kia vội đáp lễ mà rằng: Thưa ngài, tôi là thủ túc của Vương Đầu Lĩnh, tên là Chu Quý, nguyên người ở phủ Nghi Châu, huyện Nghi Thủy. Đám giang hồ thường gọi tôi là Hãn Địa Hốt Luật xưa nay. Nay trong sơn trại cắt tôi ra giả danh mở một ngôi hàng ở đây, chỉ cốt để thám thính những kẻ qua người lại. Ai có tiền của thì lên báo với sơn trại, mà ai côi cút không có gì thì để mặc cho đi. Cái nào có của cải đến đây, nhẹ ra thì cho uống thuốc mê, mà nặng ra thì tất phải mất tính mạng, rồi thái thịt phơi khô mà lấy mỡ đốt đèn ngay lập tức. Vừa rồi vì thấy ngài hỏi thăm đường vào Lương Sơn Bạc, cho nên không dám hạ thủ. Sau thấy ngài viết tên lên vách, bấy giờ tôi mới biết ngài là bậc anh hùng có tiếng đã lâu. Cũng may mà tôi được gặp ở đây, thật là vạn phúc. Và chăng lại có Sài đại quan nhân tiến cử, thì ngài tới nơi, tất là được trọng dụng chứ chẳng chơi. Nói xong, Sai Tiểu Bảo lại rót rượu thiết đãi Lâm Sung. Hai người cùng ngồi ở thủy đình uống rượu hồi lâu. Rồi Lâm Sung hỏi Chu Quý rằng:
bây giờ làm sao có thuyền mà đi vào Lương Sơn Bạc được. Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đây một tối, rồi sáng mai khắc có thuyền để tôi cùng đi với. Đoạn rồi hai người cùng đi nghỉ. Sáng hôm sau vào khoảng trống canh năm, Chu Quý đã gọi Lâm Sung dậy, súc miệng rửa mặt, rồi cùng nhau uống dăm ba chén rượu, ăn qua loa một chút điểm tâm. Bấy giờ trời còn lờ mờ chưa sáng rõ. Chu Quý đi ra thủy đình, mở cánh cửa rồi lấy một cái cung, đặt tên nhắm vào thẳng một đám lau lách ở trong bến nước mà bắn ra một phát. Lâm Sung thấy vậy, hỏi Chu Quý rằng, bắn như thế là ý gì? Đó là hiệu tên của sơn trại ở đây, bắn thế một lát có thuyền bây giờ. Được một lát, quả nhiên có 5-7 tên lâu la nhỏ, treo một cái thuyền đến bên cạnh thủy đình. Chu Quý liền vẫy Lâm Sung, mang các đồ đao trượng hành lý mà xuống thuyền. Thuyền treo vào vũng Kim Sơn mà đi đến bến. Chu Quý cùng Lâm Sung bước lên trên bờ để mấy đứa tiểu lâu la đeo khăn gói, vác đao trượng đi theo sau lên sơn trại. Còn mấy đứa tiểu lâu la chèo thuyền cất về một chỗ. Lâm Sung lên đến bờ, nom hai bên toàn cây lớn đẫy ôm, rồi thấy một tòa đoạn kim đình ở ngay lưng chừng núi. Đi một lát nữa, đến một tòa cổng lớn, mặt trước bày dàn các đồ gươm giáo cung nỏ, mác, phạng, roi, toàn xếp những gỗ xúc đá đạn rất là oai vệ. Hai bên lối đi dàn cả hiệu cờ đội ngũ, rồi lại đi qua hai lần cổng nữa mới tới cửa trại. Bấy giờ Lâm Sung nhìn khắp bốn mặt non cao, ba tòa cửa rộng, lại có miếng đất phẳng lì như mặt kính, chu vi chừng 300-400 trượng. Ở giữa, ngay giữa chỗ khe núi vào là tòa cửa chính, còn hai cái phòng xếp ở ra hai bên. Chu Quý đưa Lâm Sung đi qua cửa vào đến tụ nghĩa sảnh, thấy khoảng giữa kê một cái ghế chéo, bạch y tú sĩ Vương Luân ngồi đấy. Bên tả cũng một cái ghế chéo, mô tước Thiên Đỗ Thiên ngồi, còn bên hữu một cái ghế nữa, Vạn Lý Kim Cương Tống Vạn ngồi. Chu Quý đưa Lâm Sung đến trước mặt chào ba người, rồi Lâm Sung đứng bên cạnh Chu Quý. Chu Quý nói với ba người kia rằng, ông này là ông Lâm Sung, làm chức giáo đầu dạy 80 vạn cấm quân ở bên Đông Kinh, tên hiệu là Báo Tử Đầu Lâm Sung, vì bị Cao Thái Úy hãm hại, phải đi đày sang Thương Châu, rồi lại bị người lập kế đốt mất thảo trường, cho nên bất đắc dĩ phải giết chết ba người mà đi trốn vào nhà ông Sài Tiến. Nay ông Sài Tiến có đưa thư tiến cử để nhập đảng vào đây, xin trình để sư huynh biết. Lâm Sung thấy Chu Quý nói, liền lấy thư đưa ra. Vương Luân cầm lấy thư bóc xem, rồi mời Lâm Sung ngồi vào ghế thứ tư, còn Chu Quý thì ngồi vào ghế thứ năm. Một mặt lại sai tiểu lâu la đem rượu lên rót ba tuần, rồi mới hỏi thăm đến chuyện Sài Đại Quan Nhân. Lâm Sung thấy hỏi đáp rằng, Sài Đại Quan Nhân chỉ ngày ngày đi ra ngoài nội săn bắn làm vui, không có việc gì là lạ. Vương Luân hỏi han hồi lâu, rồi tự nghĩ một mình rằng, mình là một anh học trò thi hỏng, chỉ vì bực chí mà dắt Đỗ Thiên lên đây lạc thảo, rồi sau mới có Tống Vạn đem được ít binh mã mà tụ họp thêm vào. Nhưng khốn vì mình đây võ nghệ cũng chẳng biết gì, mà Đỗ Thiên, Tống Vạn thì cũng loàng nhoàng chẳng được bằng ai. Vậy mà lại rước một người này đến đây, trước hắn ta đã làm chức giáo đầu, tất cao cường võ nghệ, ngộ sau này hắn ta biết thóp mà tranh chiếm chúng mình, thì cự địch làm sao cho nổi. Âu là ta chối phát cho hắn đi chỗ khác là hơn. Như thế thì cũng có điều hơi ngại với Sài Đại Quan Nhân, mà mang tiếng là thằng bội bạc, song cũng không thể nào mà dung được hắn ở đây. Nghĩ đoạn liền sai đặt tiệc để thết Lâm Sung cùng các bạn hảo hán trên trại. Khi ăn tiệc xong, Vương Luân sai tiểu lâu la lấy một cái mâm 50 lạng bạc và cây lụa lên, rồi đứng dậy mà nói với Lâm Sung rằng, không mấy khi Sài Đại Quan Nhân lại giới thiệu cho giáo đầu đến tiểu trại chúng tôi để vào đảng. Thực chúng tôi lấy làm may lắm, song hiểm vì chúng tôi ở đây trại nhỏ, lương ít, nhà cửa chật hẹp, sức vóc yếu đuối, sợ sau này lại lỡ mất đường tiến thủ của ngài. Vậy nay gọi có chút lễ mọn, xin ngài chấp nhận lấy, và ngài liệu đi tìm chỗ khác mà lập chí thì có lẽ tiện hơn, xin ngài chớ lấy làm lạ mà ngờ bụng chúng tôi. Lâm Sung nghe nói liền từ chối mà rằng,
Chúng tôi nghìn dặm tìm danh nhân, muôn dặm tìm minh chủ, nay nhờ được xài đại quân nhân tiến cử đến đây để cùng các ngài theo đuổi. Vậy chúng tôi tuy tài hèn mọn, cũng xin hết sức bình sinh, không có điều gì xiểm nịnh. Dám xin các ngài rộng lòng cho ở lại đây. Chúng tôi thực không phải là cốt đến đây để lấy tiền tặng của các ngài. Xin đầu lĩnh xét cho. Hãy hay rằng vậy, nhưng ở đây nhỏ hẹp thế này, để ngài ở làm sao được. Ngài chớ nghĩ chúng tôi có bụng gì khác. Chu Quý nghe Vương Luân nói, liền can rằng: Dám thưa ca ca, tôi nói câu này, xin ca ca thứ lỗi cho. Trong trại ta đây lương thực tuy ít, cũng có thể lấy thêm được ở các nơi. Nhà cửa tuy không chỉnh đốn, cũng có thể lấy gỗ lạt ở trong rừng mà làm thêm được. Vậy thì xài đại quan nhân đã tiến cử Lâm giáo đầu sang đây, có lẽ lại để người đi đâu cho tiện. Và lại, xài đại quan nhân trước đã có ơn với sơn trại ta đây. Nay nếu làm như vậy mà quan nhân biết ra, tất là mang tiếng không hay. Huống chi Lâm giáo đầu lại là một người giỏi về võ nghệ, ở đây hẳn cũng làm được việc hay. Vậy có điều chi mà ngại? Đỗ Thiên cũng nói rằng: Trong sơn trại ta hẹp gì một người mà không thu lưu được. Nếu ca ca làm thế, e khi xài đại quan nhân biết đến, thì tất là đeo điều bội nghĩa vong ân. Phương gì ngày trước ta nhờ vả cũng nhiều. Thế mà ngày nay tiến cử một người đến đây mà ta lại thoái thác không nhận, thì nghe sao cho xuôi. Tống Vạn cũng khuyên Vương Luân rằng: Ta nên nể lòng xài đại quan nhân mà lưu Lâm giáo đầu làm chức đầu lĩnh ở đây là phải. Nếu không thì bọn giang hồ người ta tất nhiên cười ta là lũ vô nghĩa khí không ra gì. Bây giờ Vương Luân quay ra bảo các người cùng đảng rằng: Anh em không biết, người ta ở Thương Châu đã gây ra những tội tày trời, nay lại lên sơn trại ta đây, ngộ nhỡ ra không phải là người tâm phúc mà định đến để dò xét thực hư, thì ta làm thế nào? Lâm Sùng nói: Tôi vì phạm tử tội trốn tránh đến đây một mình, còn có điều gì mà các ngài lấy làm ngờ nữa? Vương Luân nói: Nếu quả thật có lòng vào đảng với chúng tôi, thì xin nộp một đầu danh trạng để làm tín. Đầu danh trạng, tức là giấy tình nguyện. Vâng, chúng tôi cũng biết vọc vạch được dăm ba chữ. Xin cho đem giấy bút đây để tôi viết đầu danh trạng. Chu Quý nghe nói cười bảo Lâm Sung rằng: Không phải thế, Lâm giáo đầu ơi. Phàm đám hảo hán muốn nhập bọn với nhau, tất phải có đầu danh trạng. Đầu danh trạng này là xuống núi giết được một người mà lấy thổ cấp lên đây, cho mọi người đều tin theo bụng mình, chứ có phải là giấy đầu danh đâu. Lâm Sung nói: Cái đó thì cũng dễ, để tôi xuống núi xem có ai là tôi làm được ngay, nhưng chỉ sợ không có ai đi qua lại thì làm thế nào. Vương Luân ra lệnh rằng: Tôi hẹn cho ông trong 3 ngày, nếu có đầu danh trạng thì xin lưu lại ở đây, bằng không thì ông đừng trách chúng tôi nữa. Lâm Sung cúi đầu vâng lời. Đêm hôm ấy chè chén xong rồi, Chu Quý lại trở về tiểu điếm, còn Lâm Sung thì đem các đồ hành lý, đao trượng mà đến ngủ ở phòng khách. Sáng hôm sau, Lâm Sung dậy cơm nước xong, rồi gọi một tên lâu la chở thuyền đưa ra ngoài núi, đến một chỗ đường cong vắng vẻ để đợi khách qua lại mà lấy đầu danh trạng. Đợi suốt từ sáng đến tối, không có một người nào qua lại ở đó. Lâm Sung lấy làm buồn bã, lại phải cùng tiểu lâu la mà cùng trở về sơn trại. Khi về tới trại, Vương Luân hỏi rằng: Đầu danh trạng ở đâu? Lâm Sung đáp: Ngày hôm nay không có một ai qua lại, cho nên chưa làm sao lấy được. Nếu ngày mai không có nữa, thì khó lòng mà ở đây được. Lâm Sung nghe vậy thì không dám nói gì, song trong lòng có ý buồn bực không vui. Sáng hôm sau cơm nước xong, lại cùng tên tiểu lâu la xuống núi. Tiểu lâu la lại đưa Lâm Sung sang mạn núi bên nam, nấp ở trong rừng. Đợi suốt từ sáng đến trưa, cũng không thấy một ai cả. Mãi sau có bọn tới 300 người, liền lũ với nhau qua đó. Lâm Sung thấy vậy, đành dương mắt nhìn họ đi mà không dám hạ thủ. Rồi lại rình mãi đến tối, cũng không có một người nào đi qua nữa. Lâm Sung lấy làm bực dọc, bảo với tiểu lâu la rằng: Vận ta đen quá, đến nỗi 2 ngày hôm nay không có một mống nào đi lẻ loi ở đây cả,
như thế biết làm sao bây giờ? Tiểu Lâu La nói, ngài hãy cứ khoan tâm, còn một ngày mai nữa tôi xin đưa ngài sang mạn núi bên đông kia, thì may ra có thể kiếm được. Nói đoạn cùng trở về sơn trại. Khi về tới nơi, Vương Luân lại nói rằng, hôm nay thế nào, đầu danh trạng đâu? Lâm Sung chỉ biết thở dài mà không biết trả lời làm sao được. Vương Luân lại cười mà bảo rằng, ngày nay lại không có rồi, thôi ta hẹn 3 ngày, mà nay đã hết 2 rồi, còn 1 ngày mai nữa, nếu không có thì xin ngài cứ đi đâu cho, chứ cũng không nên gặp nhau nữa. Lâm Sung nghe thấy vậy thì trong lòng lấy làm phiền não, chỉ trông trời mà than thở một mình. Hết một đêm hôm ấy, lại đến sáng hôm sau, Lâm Sung lại ăn qua loa một ít cơm, rồi sắp cả khăn gói vào lưng và vác cây thanh đao lớn, cùng với Tiểu Lâu La đi xuống phía núi bên đông để đón. Khi tới sườn núi, đứng nấp ở bên trong khu rừng, tước từ sáng đến trưa, tịnh không một ai qua lại. Bấy giờ gặp buổi tuyết tàn mới lạnh, bóng ác sáng soi, Lâm Sung bảo với Tiểu Lâu La rằng, vận ta thế này đen thực, còn mặt mũi nào trở lại sơn trại nữa. Vậy ta bất nhược ngay bây giờ mặt trời chưa tối, ta tiện đây thu lấy hành lý mà đi tìm nơi khác là hơn. Vừa nói dứt lời thì thấy tên Tiểu Lâu La trỏ tay ra mà bảo rằng, kia kia, có phải có một người đi đến kia không? Lâm Sung quay ra nom thì quả nhiên có một người đương lừ lừ ở góc núi đằng xa đi đến. Trang Liên thở dài một tiếng, ra dáng bất đắc dĩ trong lòng, rồi vác đao mà nhảy sổ ra. Người đi đường trông thấy Lâm Sung nhảy ra thì kêu một tiếng, rồi vớt gánh xuống đường mà vùng chạy tháo thân. Lâm Sung vội vàng đuổi theo đến chỗ góc núi thì anh kia chạy ngoắt đi đâu mất, không sao bắt được. Bấy giờ Lâm Sung quay lại bảo với tên Lâu La rằng, người xem vận ta thế có ngán không, đợi 3 ngày mới gặp một người thì nó lại chạy mất, còn làm thế nào được nữa? Tiểu Lâu La nói, không hề gì, ngài dẫu không giết được người, nhưng đã có gánh lụa đây cũng có thể thay vào được. Nếu thế thì ngươi gánh về trại trước, để ta đứng đây đợi lúc nữa xem sao. Tiểu Lâu La vâng lời, gánh lụa đi về trại trước. Chợt đâu lại có một người to lớn vác một thanh đao ở đâu lù lù đến. Lâm Sung đã mừng thầm trong bụng, chắc là trời giúp cho ta phen này hẳn. Vừa nghĩ vậy thì người kia cầm thanh đao đi đến, quát lên như sấm vang rằng, đồ ăn cướp kia, muốn sống thì đem trả hành lý của ta. Chính ta đừng muốn bắt chúng bay, nay chúng bay lại còn muốn nhổ râu hồm nữa sao? Nói đoạn, giơ đao nhảy sấn vào mà đánh Lâm Sung. Mới hay, già gan mới biết gan già, giang hồ vùng vẫy ai mà kém ai. Tuốt gươm đứng dậy hỏi trời, nam nhi này chịu thua thời được sao? Không gan ai gọi anh hào, không lên ai biết non cao mấy trùng. Dấn thân trong đám bụi hồng, một liều 7, 8, 9 lung tung ta quyết liều.